Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, các bác đang nghe đó là tiếng trầm mang thương hiệu B3 và cái mã model là 2020, lại thuộc dòng Bass 30 đôi đất. Vâng, chúng ta đang nghe đấy ạ. Vâng, đang nghe đó là cái trầm B3 2020 của anh Phạm Ngọc Châu ở Đồng Nai ạ. Vâng, anh có đặt đúng giờ chuyên khách hàng của bên Zika Audio và anh nhận được giá rất là tốt. Vâng, thì bên em luôn luôn có những cái giờ khung giờ vàng. À, bên em còn tặng kèm cho anh Châu một cái áo mưa được ghi hình logo của Zika Audio ạ. Vâng, và một cái dây AV 3m để anh kết nối với âm ly để anh được tín hiệu ra và chúng ta sử dụng trầm. Vâng, cái dòng này thì bên em bán rất là nhiều. Vì sao? Vì đây là dòng xuất điện rất là cao cấp mà giá thành cực kỳ là hợp lý, đúng dịp chuyên khách hàng. Còn đầu tiên em kể đến nó là cái dòng súp này, là dòng súp công suất khủng 500W và trên thị trường hầu như không bao giờ có. Đặc biệt là sở hữu nguồn xuyến rất là to và sở hữu 4 sò và 2 tụ đặc biệt là từ kép cho chất âm trầm từ tái tạo rất là tốt, từ giải âm từ 20Hz đến 150Hz mà những đôi loa nó không thể tái tạo được ạ. Vâng, và những đôi trầm tốt nó là những cái giải siêu trầm được tái tạo rất là chuẩn, tách bạch hẳn với những đôi loa chính chúng ta nghe, thì đó mới là cái trầm hỗ trợ tốt để chúng ta nghe. Vâng, từ đây bên em đang test cho anh Châu nhé. Vâng đi ạ. Được, ở phía trên đây được thiết kế một cái mặt kính màu đen rất là sang trọng, rất là cao cấp và lại rất khác biệt với những dòng rẻ tiền trên thị trường. Em quay ra phía sau đi ạ. Vâng, súp của anh đang chơi, bởi vì đang test, đấy, đang đánh rất là khỏe. Đặc biệt mà trên thị trường hiện nay chưa có dòng nào nó được một tính năng đặt nổi trội như cái dòng B3 2020, đó là được tích hợp trầm hơi. Khi mà chúng ta thừa công suất, chúng ta có thể chơi hơi ở hai cầu đỏ đen phía bên tay trái em đang chỉ đấy ạ. Chúng ta có thể chơi hơi. Và khi chúng ta thiếu công suất thì chúng ta có thể chuyển sang chơi điện. Đó là cái tiết X 201 mà những cái dòng trầm trên thị trường không có. Đó là cái nổi trội của cái dòng B3 mà bên em đang cung cấp. Vâng, thì đây là mã đấy ạ, B3. Mã là 2020 đấy ạ. Đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc. Vâng, chất lượng thì chuẩn quốc tế nhưng sản xuất tại Trung Quốc, vì thế giá thành rất là mềm, là dễ dàng sở hữu. Vâng, và bên em có dán tem công ty Zika Audio bảo hành trên 1 năm lỡ 1 được 1 trong tháng đầu. Vâng, thì đây là súp anh đang hoạt động. Vâng, em tắt đi nhé để anh so sánh nhạc mà không có súp đấy. Vâng, rất là mỏng, rất là mỏng, và chúng ta cảm nhận nó không được sâu, không được thật, không được tái tạo những giải âm chuẩn, vì thế chúng ta phải thêm một cục súp để hỗ trợ cho dàn karaoke từ những cái âm ly, từ những cái vang đầy mà đang thiếu giải. Vâng, em bật lên của anh Châu nhé, đây ạ, chúng ta cùng thưởng thức ạ. Đây ạ, rất sâu. Vâng, đây ạ, đánh ạ. Vâng, thì đó là cái tiếng trầm đạt chuẩn từ những cái linh kiện của nhà máy, từ những cái thiết kế của những cái vỏ hộp khung rất là chuẩn để cho ra chất âm trầm gọn, uy lực và mạnh mẽ. Vâng, thì bên em đang test cho anh. Vâng, em lấy tín hiệu 100 và một cái vang Zia cam ở Lamabic và một cái đẩy 4 kênh Gigawatt mã là 4850L. Vâng, thì đó là em lấy tín hiệu từ những thiết bị dàn karaoke. Anh có âm ly anh cũng có thể kết nối được, rất là tiện lợi về cái dòng trầm điện. Vâng, với cái dòng này thì cũng khá là nặng, khoảng tầm gần 30 cân. Toàn bộ là khung gỗ MDF cao cấp và được nhà sản xuất tính toán rất kỹ để làm sao cho được cái chất trầm tốt nhất. Bass 30 thì nó được bảo vệ ở phía dưới đấy ạ, đang chơi đấy ạ, đang rung và bảo vệ bởi 4 cái chân chống trượt, rất là tiện lợi. Trầm nó ánh mạnh mà cái này nó không bị trôi, và những cái dòng trầm nó ánh trôi lắm ạ. Vì thế nhà sản xuất đã thiết kế ra 4 cái chân rất là có độ ma sát cao. Vâng, thì anh Châu nhé, hiện tại cái súp B3 của anh bên em có đưa vào phòng kỹ thuật test và bên phòng kỹ thuật
có đánh một cái chuyện dấu đỏ là chứng tỏ là hàng này đã được kiểm định rất là đảm bảo về chất lượng, về tất cả những cái gì đó của bên nhân viên lâu năm đã kiểm định, tất cả đều ổn định. Và đây là sản phẩm mới, vì thế anh yên tâm, không có một vết xước nào ạ. Vâng, anh Châu nhá, hiện nay thì nó đã hoạt động rất ổn định. Vâng, sau đây em xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Vâng, cuối cùng thì em thay mặt công ty chúc anh Châu và gia đình sức khỏe. Vâng, chúc anh Châu luôn luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.